Chào anh em à, hôm nay mình làm cái video ngắn ngắn chia sẻ với anh em về một số cái kinh nghiệm đi mua đồ bãi, chọn mua đồ bãi cho nó phù hợp, thích hợp và nó chất lượng. Nhất thì ở đây hôm qua mình mới vừa mua cái con này ở ngoài bãi. Thì cái con này, cái máy mài cầm tay thì nó quá thông dụng rồi ha, không có gì mà để xa lạ đối với những anh em mà làm nghề làm thợ nữa. Con này thì nó rất là phổ thông, rất là đa năng. Thì cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với anh em đây là gì, là mình lựa cái con máy mài này ở ngoài bãi rất là nhiều, nó tràn ngập, nhưng mà mình lựa sao cho đúng cái hàng Nhật để mình sử dụng cho nó chất lượng mà giá thành thì nó tốt. Thì như cái con này hôm qua mình mua thì giá nó chỉ có 300 ngàn thôi. Thì ở mức giá chung, giá mặt bằng chung ngoài bãi thì nó như vậy. Nhưng mà cái con này thì mình chấp nhận cái giá hợp lý là sao? Thứ nhất là đá cặt te đầy đủ, dây nguồn còn zin chưa có bị cắt ha. Thứ hai là chìa nè, chìa mở nè còn đầy đủ à, rồi những cái này nó những cái tiểu tiết rất là nhỏ nhưng mà khá là quan trọng nha. Cặt te nè, những cái con này sau khi nếu mà mình vệ sinh xong thì nó cũng còn khá là đẹp nha anh em. Đấy, ốc tán nó còn bảy màu hết nè, đá cắt của Nhật còn đầy đủ. Và quan trọng nhất là một điều là gì, là cái con này là đúng Hitachi hàng Nhật nha anh em, vỏ nhôm là Hitachi hàng Nhật. Đó, rất là trâu bò, cài con này rất là trâu bò nha, trông nó rất là cổ cổ vỏ nhôm vậy thôi nhưng mà nó rất là trâu bò. Thứ hai nữa là mình cũng chia sẻ với anh em luôn là cái con vỏ nhôm á, thì mình mua hàng bãi thì nó sẽ rẻ hơn để con vỏ nhựa. Đây ví dụ như đây có con vỏ nhựa, chút nữa mình sẽ nói với con này sao, giờ mình sẽ nói cái con này vỏ nhôm này như thế nào. Anh em đừng có nghĩ vỏ nhôm nhiều người ta ngại, thứ nhất là cầm nó nặng ha, thứ hai nữa là người ta sợ là khi mình sử dụng nó có bị chạm điện hay các cái ra thì nó ảnh hưởng, hoàn toàn không có vấn đề đó nha anh em. Thứ nhất, cái đồ Nhật làm chuẩn rất là an toàn. Đây con, tại sao mình dám nói con này là chuẩn hàng Nhật nè, đây là cái logo nè. Anh em mua hàng Nhật bãi nên nhớ là phải có cái logo này nha, đúng cái logo GGS nè, đó là chuẩn bộ công nghiệp Nhật Bản ha, thì nó mới có được cái logo này. À, những cái thằng đời sau mà thi chi vào vỏ nhựa nữa nhìn thật rất là đẹp, hào nhoáng, tất cả cái hàng Trung Quốc lắp ráp hết nha anh em. Đấy, cái con này thì một số cái kiến thức anh em cần trang bị khi mình đi mua hàng bãi, nhất là hàng đồ điện á, là gì? Thứ nhất mình sẽ đọc được những cái thông số trên cái máy này, ví dụ như con này là điện 100V nè, tần số 50-60 Hz, công suất 590W ha. Đá nó sử dụng là cái đá nhiêu, một tấc nè, 6 ly, 15 ly à, dòng tua của nó là 12.000 dòng trên phút nè, nó date của nó là tháng 7 năm 87 à, con này date rất là xưa nha, 87 nè, 30 mấy năm rồi à. Nhưng mà cài rất là ngon à, cái con này mình đã xài ra rất là nhiều rồi. Thì cái con này hôm qua mình mua dùm trong cái anh bạn, thế nhờ mình mua dùm à, cà te rồi còn đầy đủ ha. Cà te nó là nó thép mà nó mạ cái màu xanh giống như kiểu ốc của Yamaha vậy đó nha. Đó, te chặn đá đầy đủ. Con này nó chỉ thiếu đúng mỗi cái tay cầm thôi. Thì cái tay cầm này rất là rẻ, chỉ có 10.000 cái thôi, 5 đến 10.000 cái thôi thì nó đầy, mình nhặt bao nhiêu cũng được. Đấy, thì cái con này nó rất là đa năng, đi vô về mình có thể dùng, mình cắt đá mài, đá cắt, quánh cước, quánh dây nhám, vân vân. Đấy, rất là hiệu quả. Đó, thì mình khuyên anh em là những anh em nào mà mình đang làm nghề, mình có ý định là chọn một cái máy mài cầm tay để mình phục vụ công việc, thì mình nên chọn những cái dòng rẻ, hiệu quả và đúng, quan trọng là đúng chuẩn hàng Nhật ha. Đó, thì mình chia sẻ như vậy. Thứ hai nữa, khi mình đi lựa là mình nên nhớ là thứ nhất lựa những cái con nó còn dây nguồn, đừng có vội hấp tấp dễ, nhiều con nó cắt cái dây đi rồi á. Riêng cái con này nha, mà nó cắt cái dây nguồn đi rồi là anh em về thay rất là cực. Vì sao? Cái dây nguồn này là nó ép cao su đúc vô tới trong đây, dính với cái dây nối vào cái mạch ở trong của nó, mình thay rất là khó, chứ không phải như những cái dòng đời sau. Những dòng đời sau thì nó xài trong đây nó bắt hai con vít thì mình thay dây rất là dễ, thì mình có nó cắt rồi thì mình có thể chọn cái dây khác đúng hiệu Hitachi mình về mình thay vô vẫn được. Nhưng mà riêng cái dòng này nha
là cái cao su nè, đuôi chuột nè, nó đúc chết với lại cái dây nguồn à, dính trong đây rất là chắc chắn. Anh em xài cái con này rồi rất là bền, cài rất là trâu bò à, kể cả trong nhà mình định mua mình gửi về quê cho bà con là mình ở dưới quê, mình vẫn chọn những cái dòng vỏ nhôm như vậy, cài rất là ngon. Thứ hai nữa về cái vấn đề những điện te nè, anh em nhìn nè, ai thằng Nhật, người Nhật người ta làm người ta rất là kỹ, theo tiếp mát nè, thì nó có, mình nói giả dụ nó có nhiễm rò rỉ điện ra ngoài đi thì nó cũng không thể giật được. Thứ hai nữa cái điện 100V nó giật cũng không có xi nhê gì hết trơn, te te chút thôi ha, nó không có hút nó dính vô đó, điện 220 giật mới sợ chứ điện 100V giật không xi nhê gì hết nha anh em. Đó, giờ mình chia sẻ với anh em như vậy. Thì cái con này nó chỉ vừa dơ dơ thôi nhưng mà ốc tán rất là còn zin, là chưa có bung một con nào hết nè. Ốc mà còn zin đó, cái này chỉ cần rửa vệ sinh rửa dầu cái là mới tinh. Ốc này còn nguyên hết, đầu ốc chưa có bung con nào hết trơn. Đấy, dây nguồn nó còn zin dẻo. Riêng cái dây nguồn này thôi ở ngoài bãi á, nó cắt họ cắt ra họ bán cân ký cũng phải từ 100 tới 150 ngàn một ký tùy theo chỗ. Đó, mà một cái máy mà chỉ có 300 ngàn. Nếu với cái độ bền của nó anh em cài hàng ngày cường độ như kiểu mình mỗi ngày mỗi xài á, mình bảo với đảm với anh em á, 5 tới 7 năm không thành vấn đề gì cái máy này. Mà 5 đến 7 năm mình chỉ bỏ ra có 300 ngàn thì thực tình là quá rẻ. Hai cái chìa khóa này của nó nè, một cái nó đút vào đây, đây nó có cái rãnh nè anh em thấy không, đút vào cái rãnh này rồi giờ cứ thế là cứ mở thôi à, quan trọng lắm nha. Những cái con đời cổ này nè nó sẽ xài bộ chìa nó như thế này, những con đời sau thì nó sẽ có cái nút bấm ở trên đây, thường sẽ có nút bấm ở đây hoặc là ở giữa mình bấm là để mình mở đá, nhưng mà riêng cái con đời cổ này là nó phải có hai cái chìa của nó đây. À, cái họng này nó cỡ 12 nè, cỡ chìa khóa 12 của mình, nếu mình không có thì mình phải lấy cái chìa khóa 12 mình mài mỏng xuống như vậy để mình đút vô mình mở. Thì một số vấn đề chia sẻ với anh em như vậy, quan trọng là chúng ta phải trang bị một số cái kiến thức cơ bản để chúng ta đọc được những cái thông tin này, tại vì ngoài bãi những cái máy mài cầm tay, máy khoan hay tất cả các máy đầu điện thì đa phần là hàng Trung Quốc xuất Nhật, Đài Loan xuất Nhật. À, hàng Nhật nếu mà anh em muốn chắc chắn 100% hàng Nhật thì chúng ta nên chọn những con vỏ nhôm đời cổ như vậy, chắc chắn với anh em 100% nó là hàng Nhật nội địa ha. Đó, những cái máy giống như là ở đây, những cái máy mình có máy đánh bóng đây nó cũng là hàng Nhật nội địa à, những con máy khoan vỏ nhôm vậy mới tinh chầm chầm à, tem là tem đồng hết nè, những con này hàng Nhật nội địa, tuy là nó cổ thiệt nhưng mà xài rất là ngon rất là bền. Đó. Nè. Tem đồng hết nè. Thì đôi điều muốn chia sẻ với anh em là như vậy ha. Thì anh em là có thắc mắc thì có thể điện thoại alo trực tiếp cho mình TV, số điện thoại là 0909095698, sẵn sàng có chia sẻ những cái kinh nghiệm nào mà mình biết được để anh em có thể tự mình đi bãi mua đồ chất lượng hơn, phục vụ công việc của mình vậy thôi. À, xin cảm ơn, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này của mình.